cái này là sản phẩm mà elly jelly elly jelly thì quá dễ rồi đúng không cái này dành cho những chị nào mà không có thích ăn rau nha mình không thích ăn rau ấy dạ 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 ở cái loại thạch này của nhung sẽ là có Uh, 20 types of veggies and 7 types of berries. Uh, chiết xuất của ba loại quả, print, uh, lemons và apples. mình sẽ giúp làm cho cái hệ tiêu hóa của mình được tốt hơn cung cấp chất xơ cho cơ địa của mình. Uh, cái này già trẻ lớn bé mình đều có thể sử dụng được khi mà các chị bệnh á các chị mà uh, không ăn được với mọi người jelly là cái thứ mà bác sĩ sẽ recommend cho mọi người ăn. tại vì ăn jelly này nó vừa có chất ngọt mà vào bao tử nó dễ tiêu hóa nó không có bị ngãn lại như là những cái thức ăn khác sản phẩm này hoàn toàn không có đường nhân tạo nha mọi người độ ngọt ở trong này có chỉ là một gram sugar và cái này là no added sugar tức là mình không có add thêm chất sugar mà, mà hóa học ở ngoài cái độ ngọt sugar này có một gram thôi là từ những cái loại trái cây nó chiết ra ở trong cái này cho mọi người sẽ Thấy được cái vị ngọt Vị ngọt là từ do cái nước ép trái táo nha mọi người Và nước ép trái mận Rồi cộng thêm là một chút xíu xíu xí vị chua của trái chanh thôi À và cái này là có 7 loại berries ở trong này Cộng với lại 20 loại rau quả ở trong này nữa Tất cả những cái gì mà mọi người cần nhất cho một dĩa rau xà lách Là bằng với lại hai gói thạch Ellie Jelly này mà thôi Thạch Ellie Jelly này là 45 đồng một hộp uhm, Một hộp của mình là 30 gói Nhung đang on sale với giá 35 đồng Mua 2 hộp thì với giá 60 Mọi người muốn mua nhiều hơn á Mua cỡ 5 hộp, 10 hộp á Hay là mua nguyên thùng 20 hộp Thì mọi người inbox chuyên viên Nhung mình Nhung có báo giá cho mọi người nha Sản phẩm này của công ty nhà Nhung sản xuất cho nên mình có số lượng nhiều lắm Cho mọi người muốn mua nhiều cũng được á